kính chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em từ lâu đời thì lá ổi được biết đến như một loại dược liệu với nhiều cái công dụng ví dụ như là rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa cầm tiêu chảy giảm cái nồng độ cholesterol trong máu hỗ trợ cái bệnh nhân tiểu đường giảm cân hỗ trợ cho người bị viêm dạ dày đại tràng chống ung thư phòng và chữa cảm lạnh và ho ngăn ngừa rụng tóc hỗ trợ làm đẹp da tốt cho những người mà bị sốt xuất, xuất huyết, cải thiện sức khỏe răng miệng và rất là tốt cho não bộ. Đó là những cái công dụng hết sức tuyệt vời của lá ổi được nghiên cứu y học hiện đại chứng minh. Trong lá ổi thì nó chứa rất là nhiều các cái thành phần chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm, ví dụ như là flavonoid, tannin, carotenoid, polyphenol, vitamin B, C. Video ngày hôm nay em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị cái cách mình sử dụng cái trà lá ổi từ cái lá ổi tươi và khô. Đây là một cái cây ổi nó mọc dại, rất là sạch, không có bị phun thuốc hay là bị nhiễm tạp chất bẩn gì cả. Rất là đảm bảo cho sức khỏe. Cô bác và anh chị mình sẽ hái những cây lá mà nó bánh tẻ như thế này, không quá già úa cũng không quá non, không bị sâu bệnh như thế này nhé. Đầu tiên để làm trà lá ổi thì cô bác và anh chị lựa cho em khoảng một nắm lá ổi. Mỗi ngày mình sẽ sử dụng với cái liều lượng là nếu mới đầu sử dụng thì mình sử dụng khoảng 5-7 lá. Còn từ từ mình sẽ tăng lên khoảng 10 lá. Và mình sẽ rửa sạch với cái vòi nước như thế này khi mà mình sử dụng cái lá ổi tươi này thì nó sẽ có nhiều cái tác dụng so với ở dạng bột hoặc là dạng lá khô với cái sự phổ biến của lá ổi ở nước ta thì đây là một loại trà vừa tốt cho sức khỏe mà lại rất là dễ kiếm không có tốn kém cô bác và anh chị sau khi mình rửa sạch cái phần lá ổi thì cô bác và anh chị lấy cho em một cái tách hoặc là bình giữ nhiệt mình pha như kiểu mình pha trà xanh vậy đó. Mình lấy cái lượng lá vừa đủ là từ khoảng 7 đến 10 lá, sau đó thì mình sẽ vò nát ra. Mình cho vào cái bình này và mình chế nước sôi vào mình hãm. Từ khoảng 2 đến 30 phút sau thì cô bác và anh chị mình có thể uống được. Mỗi ngày như vậy thì mình uống nước đầu tiên thì cô bác và anh chị mình có thể cho một chút xíu mật ong để dễ uống hơn. Còn nếu mà mình uống quen rồi mình không cho mật ong cũng được và với cái cách này thì cô bác và anh chị mình có thể hết nước lần đầu tiên mình có thể chế lần thứ hai thứ ba mình uống trong ngày luôn nhé rất là đơn giản và tiện dụng ngoài ra với cái cách sử dụng lá tươi này ở một số nơi hoặc là thành phố mình không có điều kiện để sử dụng cây lá ở dạng tươi thì cô bác và anh chị hoàn toàn mình có thể thay thế bằng cái lá ở dạng khô Lưu ý là khi phơi cái lá ổi này để uống thì để giữ lại nhiều cái chất dinh dưỡng và cái hoạt chất dược chất nhất ở trong lá ổi thì cô bác và anh chị mình nên phơi ở trong bóng dâm Phơi ở trong bóng dâm có nghĩa là phơi âm can đó cô bác và anh chị Mình không phơi với ánh nắng trực tiếp Và cái cách sử dụng cũng y như là mình pha trà của lá ổi tươi thôi Mình cũng lấy từ 10 cái lá đó và mình cũng cho vào tách mình pha trà và mình uống hàng ngày sau khoảng 30 phút mình hãm cái trà của mình thì đây em rót ra cốc để cô bác và anh chị mình nhìn rõ cái màu nó sẽ đổi sang cái màu hơi vàng nhạt một chút xíu cái mùi vị thì nó hơi chát chát mình sẽ cảm thấy cái vị rất là đặc trưng của lá ổi mới đầu uống thì cô bác và anh chị có thể cho thêm một chút xíu mật ong để dễ uống hơn khi đã uống quen thì mình có thể uống như thế này không cần mật ong Trà lá ổi là một loại trà rất là tốt cho sức khỏe, được nhiều nước trên thế giới sử dụng ví dụ như là ở trên thị trường mình thấy có nhiều loại trà từ cái lá ổi này người ta làm thành dạng bột dạng túi lọc và bán khá là đắt với những cái công dụng hết sức tuyệt vời như vậy và hoàn toàn cô bác và anh chị có thể làm tại nhà sử dụng hàng ngày để có thể mang lại cái sức khỏe hết sức tuyệt vời phòng chống ung thư ngăn ngừa cái tình trạng mà máu nhiễm mỡ cholesterol cao ở trong cơ thể cũng như là nó sẽ giúp cho cô bác và anh chị giảm cân một cách an toàn hiệu quả hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngoài ra nó còn làm đẹp da và cải thiện cái tình trạng rụng tóc, làm cho tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn. Và đây cũng là một loại trà mà thường xuyên em sử dụng, rất là dễ kiếm, dễ thực hiện và mang lại cái hiệu quả vô cùng tuyệt vời, không tốn kém.